Tôi nhớ ngày xưa ở Đài Loan nhìn thấy một quyển sách, sách do Pháp Sư Lạc Quán viết, viết về những câu chuyện kỳ lạ về Phật sống Kim Sơn. Có một lần, Phật sống Kim Sơn có một tín đồ tại gia, là một người rất giàu có, vô cùng tôn trọng đối với Pháp Sư, thích xem tướng đoán số. Hôm đó lúc xem tướng rất vui vẻ trở về, đại khái là người xem bói nói với bà ấy: bà số tốt lắm, tương lai đại phú đại quý, con cháu đầy nhà, bà ta rất vui. Bà ấy báo cáo với Phật Sống. Phật Sống nghe rồi cười lớn: trò chơi bói toán này ta cũng biết. Hôm đó Pháp Sư Lạc Quán cũng có mặt. Pháp Sư Lạc Quán liền hỏi Phật Sống Kim Sơn: thật vậy sao? Phật Sống: ngài thật sự biết bói toán sao? Thật vậy, không giả dối tí nào. Ngài nói thế gian đoán số không đáng tin. Ngài nói thế gian có một người đoán số đoán hay nhất, không sai một mảy may nào. Ai vậy? Ngài nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đoán số không những đoán một mình ngươi, còn có thể đoán được số cả nhà ngươi, đoán số cả một nước, tôi có thể đoán số toàn bộ thế giới. Rồi nói ra một đạo lý toán số. Số mạng là gì? Số mạng do nghiệp sanh. Quý vị tạo nghiệp, quý vị tạo nghiệp thiện, quý vị được thiện báo. Quý vị tạo ác nghiệp, quý vị được ác báo. Cuối cùng nói thấu rồi là gì? Quý vị chỉ cần hỏi tâm của bản thân quý vị liền hiểu được, hà tất phải đi hỏi người khác, đều bị người ta lừa gạt thôi. Lời của ngài, vị tín đồ kia nghe hiểu rồi. Bà ta nói: Phật à, ngài không nói sớm, ngài xem, con oan uổng, làm việc oan uổng quá, bị người ta lừa biết bao nhiêu là tiền rồi. Thật vậy? Quý vị muốn hỏi tiền đồ của bản thân, không cần hỏi, chỉ hỏi tâm mình. Quý vị khởi tâm động niệm là gì? Không cần hỏi việc kiết hung quả phước, quý vị hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như quý vị khởi tâm động niệm là thuần chánh, quý vị làm sao không tự tại được, làm sao mà không kiết tường được? Quý vị khởi tâm động niệm vẫn là có tư tâm của bản thân ở trong đó, đó chính là tai nạn. Điều này nói rất hay, làm cho quý vị thật sự giác ngộ. Pháp Sư Diệu Thiện chùa Kim Sơn năm xưa là một người rất tuyệt vời. Tuy biểu diễn thì giống như Tế Công vậy, điên điên khùng khùng, nhưng nói cho quý vị vài câu rất có đạo lý ở trong đó. Điều này trong thế giới hiện tại này động loạn bất an, tai biến dị thường, mọi người đối với việc kiết hung hòa phước đều rất quan tâm. Chúng ta nếu như nghe được những lời khai thị của Phật Sống Kim Sơn, tâm liền vững vàng, khởi tâm động niệm thuần tịnh, thuần thiện, quý vị làm sao mà có tai nạn? Có lý do gì lại như vậy? Những điều này trong kinh Phật đã nói rồi. Quý vị liền hiểu được những tai nạn này toàn là tâm thái bất thiện của chúng ta chiêu cảm đến. Cho nên Phật dạy chúng ta bí quyết tiêu tai miễn nạn rất đơn giản, mọi người đều biết nhưng không dùng đến. Chỉ có hai câu nói: cần tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si. Vậy là thiên tai không còn nữa. Đối với bản thân chúng ta, nếu như quý vị thật sự làm được rồi, tham sân si là gì? Ba độc. Tất cả những virus căn bản, nếu như tham sân si không còn nữa, trong tâm chúng ta không có virus, những vi khuẩn bên ngoài như thế nào cũng không thể lây nhiễm, quý vị sẽ không bị bệnh tật gì cả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, đây là chân tướng sự thật.
Trên thực tế, Phật giảng rất rõ ràng, virus có 5 loại: tham sân si mạn nghi, ngạo mạn, hoài nghi. Hoài nghi này là hoài nghi đối với thánh giáo. Đây là gốc thật của 5 độc. Nhân gặp được duyên, bệnh liền phát tác. Duyên là gì? Duyên có 2 loại, có nội ngoại. Duyên ở bên trong là oán hận, não nộ, phiền. Đây là tâm trạng, tâm trạng bất lương. Bên ngoài là gì? Tài sắc danh thực thùy, làm cho tham sân si mạn nghi của quý vị bị lôi ra. Xong rồi quý vị liền mắc bệnh. Bệnh là đến như vậy. Cách trị liệu thượng thượng thừa là làm cho nguyên nhân của bệnh tiêu trừ, tức là đoạn tận tham sân si mạn nghi. Vậy là bệnh gì cũng không sinh nữa. Hạ sách là quý vị phải diễn ly những duyên của nó. Nguyên nhân bệnh có rồi, nhất định không được tiếp cận với duyên này. Bên trong luôn duy trì tâm tình nhu hòa, không khởi oán hận, não nộ, phiền. Bên ngoài vĩnh viễn xa rời tài sắc danh thực thùy. Nội ngoại duyên đều diễn ly cũng được. Nhưng chúng ta xem người hiện tại, họ không những không rời, mà họ còn vô cùng thân cận. Vậy thì phiền phước đến rồi. Cho nên quý vị nhìn người thế gian này, những bệnh tật rất kỳ quái. Xem môi trường cư trú, thiên tai liên miên. Do trái ngược với tánh đức. Love.